Nay là giống như cái chương trình là 2 ngày 1 đêm, nên tình hình đem theo giỏng mùng, đem theo lương thực rất nhiều, thì hy vọng chuyến hôm nay là sẽ không làm anh em thất vọng nha. Còn có thất vọng liên hệ chợ Vĩnh Hưng mua cá về. Tới chỗ thì Trung sẽ giới thiệu điểm câu cho mọi người xem. Cái nhiều lắm. Hiện tại là đội hình đang di chuyển trong đêm nha anh em, đang di chuyển trong đêm. Khoảng 3 tiếng mới tới chỗ cầu, nên Trung sẽ chia sẻ một số đoạn đường đi thôi, giống như cho kích thích nha mọi người, chứ mà quay hết đoạn đường rất là xa luôn nha. Đó, nguyên nhóm giúp đi này. Rồi tới cái điểm mà chuẩn bị quánh á, mình sẽ giới thiệu sơ cho mấy anh em xem. Nói chung là đi đoạn đường khá xa nên anh em đi hỗ trợ nhau thôi, vậy cũng vui mọi người ơi. Bắt đầu di chuyển vô Bình Tứ này nha, Bình Thứ với Thái Trị. Bây giờ sẽ di chuyển vào cảng Thái Trị trước. Quýnh cánh đó không có nữa thì tụi chung sẽ dọc lại Bình Tứ quýnh những con kênh cũ. Hôm nay thì sẽ vô một con kênh mới. Tai nạn nhỏ nhỏ lúc mấy anh em chạy qua cả nhà ơi. Đây, nguyên đoàn xe dừng lại luôn. Cầu trơn quá trơn nên tới đây có vẻ gặp trục trặc tí xíu. Mấy anh em đi cầu chạy tới mấy cái cầu sắt này tương đối thì cũng cẩn thận nha. Đây, sẽ mời cái nền cầu này nên nó còn trơn đó nha, còn trơn á. Chạy tới xuống mà dồn xuống cái nó hơi cợt tay lái xíu. Đó. Rồi giờ cả đoàn cũng chuẩn bị đi, nói chung là cũng không có gì hết, chỉ ngã xe xíu thôi cả nhà. Rồi trong quãng đường chạy khoảng 150 cây số thì mấy anh em cũng đã đến điểm câu nha cả nhà ơi. Thì tới đây thì mấy anh em dàn cần ra câu, chuẩn bị câu rồi. Thấy vậy chứ anh Châu dưới kia là ảnh làm 2 thác lát rồi đó cả nhà, chứ không phải giỡn đâu. Thầy bào quá bào dữ lắm. Còn anh Hải thì mới khai cần tuột đầu nhợ nữa rồi. Chung thì mới giá xe vô. Trời ơi, bữa nay nói chung là cái chuyến đi hôm nay sao mà cũng không được suôn sẻ cho lắm mà. Lớp sập ổ gà, lớp té xe rồi. Anh này mới vô đây lên cá tra. Rồi cá tra bỏ thùng đá cưng. Rồi chúc nhà xem đô vô nha. Bây giờ Chung triển khai Chung bữa nay là cá tra, cá thác lát gì bắt hết. Có thùng đá đem theo rồi mà. Để Chung dàn trận ra Chung làm một clip cho cả nhà xem. Mấy anh em nhớ đăng ký nhấn chuông để nhận được những video của Chung nha. Rồi bỏ vô chị. Lý do là địa hình bữa nay nó hơi chặt, ba anh em quýnh có mấy lỗ. Bữa nay quay hơi xa nha cả nhà ơi. Chứ giờ xa quá rồi, 6 mét mà quýnh không tới đâu đâu. Cách sát hơn chút nữa cũng xả rồi đó. Cái còn tụi trái trái á. Nhất là cầm cần 6 mét. Ủa, anh xả cái góc trái kìa hả? Ừ, nó lên ngay cái trái trái nữa. Cần 7 mét cho cái người câu cánh lên kia ngon. Cần mình bắt hàng quá. Không có câu được bên kia bờ đâu. Vì lý do địa hình nên buộc phải quýnh xa bờ. Nó rồi. Gì đây? Lát cái gì? Nó. Trời ơi, đánh bắt xa bờ cũng được anh em ơi, không sao không sao. Nè, anh Châu với Chung quýnh vậy nè. Đó. Địa thế này khó quá, còn anh Hải đó nè, anh Hải sau lưng Chung nè. Trời ơi, ba anh em quýnh kiểu sừ ma hay sao quá nha. Nói chung là giờ vô cái chỗ này khó quá, khó có bờ đứng á, thì giờ quýnh vậy đi, chừng nào mà dễ nữa chia xa xa ra. Nó anh Hải ra, anh Hải sẽ lưng Chung vừa lên cá nó kìa, Chung vừa bỏ thùng anh Hải lên luôn đó nha, thấy chưa? Hơi ngược nắng xíu nọ, thấy sáng nắng anh Hải ơi. Quá đẹp luôn à. Thế này ngon lắm.
Bởi vậy ông anh kêu mày lấy cần 8 mét đi, lấy cái cần 8 mét là ngon rồi. 8 mét dục múc miếng bển luôn ha. Cá này cũng khôn thiệt, bờ này không lồng lồng thứ bờ kia không. Sáu sáu mét mà cầm mỗi tay muốn chết. Cái đầu đó lồng chạy chịu nổi chưa. Dục xa quá mà ăn luôn nè. Trời ơi. Dục xa múc từ kia mới bắt được. Vậy là quá đã rồi. Đánh bắt xa bờ. Ngay cái lỗ dục bên đó. Từ đầu trong tới ngoài lộn cũng dữ lắm mà lượm mấy mí này lộn không à? Cái khoảng trống nó không có. Đi phao lúng. Chờ hơi thằng phao. Đó. Đây 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 đây. Đây anh Châu lên liền thấy chưa? Dây mới được chứ. Toàn là thợ không cả nhà ơi. Hôm nay quýnh xung quanh bên trái phải gặp thợ không à. Cần bên ngoài nhịp nhịp mà không chịu dục dục à. Mỗi tay kéo đường này không được nữa là tìm đường cứu nước nha. Đang ăn ngon quá trời tự nhiên ngưng rồi. Giờ tình hình ngoài trống không ăn là bắt đầu đi kiếm lỗ móc á. Nó thương trời ơi, vừa nói thương sảy luôn. làm lại nãy giờ không ăn chung mới chuẩn bị di chuyển cái anh Châu lên con trai vàng vừa bụng anh em đã không. Trời ơi thôi anh em câu điểm này đi, bắt đầu em đi móc lỗ rồi vậy mới được chứ. Giờ tự nhiên ăn thưa ra cả nhà ơi, giờ chắc chung chuyện có lỗ chung quýnh. Nhúng luôn, nhúng luôn. Đẩy phao lên, đẩy phao lên, đẩy ra về ơi. Ăn nhúng nhẹ đẩy phao lên là trời ơi nó đã đời rồi. Quá sướng tay. Quá đã này mà. Ý vậy trời. Trời ơi, không kịp bấm máy rồi ơi. Ồ, con trời cũng ngon ạ. Trời này trời nái rồi nha. Rên quá rên, nó cũng cho được con trời cỡ cỡ này nè, Nghĩa ơi. Trời ơi. Trời ơi, đã. Rồi rên quá rên nãy giờ.
Nó không ăn, không ăn, tính đâu, tính đi giờ đi rồi đó. Trời ơi, quá đã anh em ơi. Sướng ơi là sướng luôn á. Đi luôn trời ơi, cá rô mà ăn nhấp nhấp kiểu này. Ý đấy trời ơi, cá rô bự gì mà ăn. Nó ăn dùng tưởng đâu là con cá con không, xuống thả vụt liền. Quá đã anh em ơi. Ôi ôi. Quá sướng. Đâu rồi, lấy nét cái coi. Đó, lấy nét đẹp cái anh em ơi. Giống cái phao, trời ơi, giống cái phao đẹp quá, không giật cũng không được. Nó trời ơi, con này phóng xanh rồi anh em ơi, thằng nhỏ đi trong thả luôn. Lấm. Trời ơi, con gì nhỏ vậy, nhỏ con nãy xảy nữa. Phao rô này mày quá tươi cay. Xuống. Vậy mà xe phao chung lên xuống luôn, xuống. Có rô mập. Quá trời mập. Quá đã anh em ơi. Mập đã đời. Ở dưới anh em rị đứt nhợn hay gì vậy? La làng la sớm chứ nữa. Rớt xuống luôn. Không lấy thì anh lấy. Thấy đó không? Có rô dày không mà chứ đâu phải rô nhỏ đâu.
Rô mập thù lù quá đã vậy thôi chứ. Bên bờ đối diện nghĩa lên thác Lác đó nha. Đó. Lụm lúa lỗ lộn quá trời của đất nãy giờ. Quá đã rồi. Nhắc đi vậy luôn mà con cá rô ăn đanh lòng thiệt. Tưởng đâu Thác Lác rồi điện chạy. Rô này rô phóng xanh nữa rồi. Bé bé. Giờ chắc kết thúc video rồi. Nắng quá nắng rồi. Gặp nước rồng nữa, cá giờ ăn chậm nữa. Bên kia cô Nguyễn còn rồng kìa. Còn em kia cũng còn rồng. Rồi. Bây giờ chung là được chút đỉnh buổi sáng cơ mà. Gom gom hết là chắc khoảng được gần ký cá quá. Nắng quá nắng à. Giờ vô cơm nước. Ráng gì bữa nay ráng tới 1 giờ nắng nha. Nhìn ngoài trời nắng nắng đổ lửa luôn. Gì quát lửa luôn hả? Rồi mẹ trưa mà còn quát lửa. Quát lửa quát nhờ chết rồi. Thôi giờ quát gì quát. Anh tổng kết clip anh vô anh nghỉ trưa ăn cơm. Đói bụng quá ra. Rồi tổng chào đại đình luôn. Đường kinh nhìn đẹp. Mà biết gì đẹp không? Bông lục bình nở đẹp. Nó chỉ có cá nè. Tại vì nước nước rồng lắm nha. Cá nghe chép nghe ụt nghe quợn dữ dằn kinh. Tại nó rồng xuống gần cả mét. Theo cái mí nước nhìn lên chắc phải 8 tấc 8 tấc mét à. Giờ chiều cái chung tôi chung quay lại coi cái tình hình mà nước nó dâng lên. Dâng lên thì mình chung câu tiếp chung làm video cho các anh nhà xem. Rồi mọi người xem đăng ký nhấn chuông để nhận được những video mà chung với mấy anh em đi câu chung thì gần gần ai thì chung review những anh em dính cá lúc đó rồi gửi đến mọi nhà người xem luôn. Giờ là thật sự là chào dữ lắm, chào nó nắng gì mà nó nắng không chịu nổi luôn. Mai là núp trong bóng dù nghe, rồi ở trên gần cái cây nữa. Rồi bên mấy đệ đứng ngoài nắng luôn. Tuột đường hết rồi. Rồi chung chào đại đình luôn nha, hẹn các bạn ở clip sau.